Chào tất cả mọi người nhé. Em đang có một tấm gỗ gờ đỏ Pachi Lama anh em nhé. Đây tấm này, kích thước của nó là đây ạ. Rộng 1m60, dài 18, dài là 2m84. Bộ này là vuông cạnh nhé, rất là đẹp ạ. Đây anh em nhìn nhờ, vân sáy cạnh rất là ok. Tại tấm này em đang bán với giá là 50 triệu là bao ship toàn nước cho anh em nhé. Đây, quay cặp cảnh cho anh em xem. Bộ này thì giá chỉ 50 triệu thôi, em bán 50 triệu bao ship cho anh em thôi. Đây để em quay cạnh cho anh em xem nhé. Bộ này nếu mà làm bộ này hiện tại là anh em chỉ làm sơ để lấy hình thôi. Khi nào mà anh em mà chốt thì em sẽ bắt đầu cho thợ làm lại và phun bóng lên gỗ, nó sẽ rất là đẹp nữa. Đây là gõ Pachi Lama anh em nhé, Pachi Lắc Nga đấy. Rộng là 1m60, dài 18, dài là 2m84. Đây ạ, rất là đẹp anh em nhé. Rồi anh em mà nếu mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0879839739 nhé. Còn nếu anh em mà muốn quay video thực tế cho anh em thì em sẽ quay thực tế cho anh em nhé. Anh em cứ kết bạn qua Zalo là 0333888719, em sẽ gọi video cho anh em quay trực tiếp cho mọi người xem luôn. Rồi em xin kết thúc video ở đây nhé. Hiện tại là trời đang nắng nè, mình đang để mà nắng nên là nó hơi áp một tí ánh sáng nữa. Chứ còn nếu mà bình thường mà để trong mát thì nó sẽ rất đẹp ạ. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé.